Hôm nay, hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 đã thông qua tuyên bố chung Osaka và bế mạc sau 2 ngày họp. Tuyên bố chung nêu rõ G20 sẽ thúc đẩy thương mại tự do, công bằng và không phân biệt đối xử, cũng như cam kết sử dụng tất cả các công cụ chính sách để hỗ trợ nền kinh tế toàn cầu giữa lúc có nhiều rủi ro tiêu cực. Ngoài ra, 19 thành viên G20 ngoại trừ Mỹ đã nhất trí không thể đảo ngược thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu và cam kết thực thi đầy đủ thỏa thuận này. Phát biểu tại lễ bế mạc, với tư cách là Chủ tịch Hội nghị Thượng đỉnh G20, Thủ tướng Shinzo Abe đã nhấn mạnh rằng hội nghị lần này đã thống nhất quan điểm chung về việc duy trì, phát triển thể chế thương mại tự do, công bằng và không phân biệt. Ngoài ra, hội nghị đã có quan điểm chung trong vấn đề lưu thông dữ liệu tự do dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau, thống nhất mục tiêu theo đề án của Nhật Bản là đến năm 2050 sẽ không còn rác thải nhựa trên biển. Vấn đề chưa đạt được đồng thuận tại hội nghị lần này là đối sách ứng phó với biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, các bên đã nhất trí việc tác thành văn bản với xu hướng duy trì Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu với sự tham gia của 19 quốc gia và khu vực không có sự tham gia của Mỹ. Các nước tham gia hội nghị G20 cũng đã thông qua nguyên tắc mới liên quan đến duy trì khả năng trả nợ của các nước, được cho vay sử dụng vốn cho việc xây dựng cơ sở hạ tầng của các nước đang phát triển. Để có được tuyên bố chung, các đại biểu đã tập trung thảo luận về tình hình kinh tế thế giới, trong đó tiêu điểm là xung đột thương mại Mỹ-Trung và ảnh hưởng của xung đột này đối với kinh tế thế giới và từng nước nói riêng. Do đó, các nước hy vọng hai bên sẽ có những phương án giải quyết tích cực, góp phần ổn định kinh tế thế giới. Hội nghị thượng đỉnh G20 Osaka đã đưa ra được tuyên bố chung, trong đó quan trọng nhất là thống nhất được việc duy trì, phát triển thể chế thương mại tự do, công bằng và không phân biệt. Tuy nhiên, có một số vấn đề cũng chưa đạt được sự đồng thuận, đó là đối sách ứng phó với biến đổi khí hậu. Thay vào đó, các bên đã nhất trí việc tác thành văn bản với xu hướng duy trì Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu với sự tham gia của 19 quốc gia và khu vực không có sự tham gia của Mỹ. Chủ nghĩa bảo hộ và cải cách Tổ chức Thương mại Thế giới cũng được thảo luận nhưng không được đề cập trong bản tuyên bố chung. G20 vẫn là diễn đàn quan trọng trong việc giải quyết các vấn đề quốc tế, cân bằng lợi ích quốc gia. Bùi Hùng, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam đưa tin từ Osaka, Nhật Bản.